các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Chip Review của Biển, Xanh, Nắng Vàng. Hôm nay Nắng Vàng đi chợ Nhật, thể theo lời đông đảo lời yêu cầu của những bạn hâm mộ. Mấy bạn rất là muốn Nắng Vàng làm review chip Hàn Quốc, hay là ăn mì cay Hàn Quốc, hay là review chip Nhật. Mấy bạn năn nỉ, mấy bạn gợi ý, mấy bạn nhắc nhở quá trời luôn. Nhưng mà tới hôm nay Nắng Vàng mới có dịp từ từ làm những cái video đó. Tại vì Nắng Vàng cũng có đi làm cho nên Nắng Vàng hơi bận bịu chút xíu. Nhưng mà hôm nay Nắng Vàng đã tìm được vô chợ Nhật, tìm mua snack Nhật về đây review cho mấy bạn. Rồi từ từ Nắng Vàng hứa Nắng Vàng sẽ làm ăn mì cay của Hàn Quốc với lại những cái chip Hàn Quốc một vài lần sau. Ok, bây giờ nhào vô liền đi ha. Cái đầu tiên á, Nắng Vàng muốn review là cái cracker hay là cái cookie mà Nắng Vàng tìm mua chợ Nhật, mà Nắng Vàng thấy là rất là đẹp. Oh my god, coi nè, các bạn coi nè, cái bịch này dễ thương không? Nắng Vàng mua bịch này là 6 đồng nha, mà nó cái packet nó dễ thương không? Nó có, Nắng Vàng thích cái này nè, cái này là cái cookie như cái cracker của nó, mà nó có chữ nè, rồi cái loại cracker khác nhau. Bây giờ Nắng Vàng sẽ mở cái bịch này ra, Nắng Vàng sẽ ăn từng món ở trong này, rồi Nắng Vàng sẽ giới thiệu và giải thích cho mấy bạn biết là cảm giác như thế nào và ăn ra làm sao. Ok, đầu tiên Nắng Vàng sẽ mở cái này ra. Đúng rồi không? Cái kiểu bình thường, trời ơi, đúng là những người Nhật nó tập ăn đúng không? Một cái túi bình thường này mình cũng khỏe như vậy thôi mà mình tự nó. Ta sẽ mở ra đầu tiên cái mà Nắng Vàng muốn lấy, mở cái này cho nó đỡ ồn. Cái mà đầu tiên Nắng Vàng muốn lấy sẽ là cái bánh. Thôi mình ăn từ đây qua đây, mình ăn cái bánh ống này trước đi hả? Bánh ống thì cái này dạng như y chang như bánh ống mình Việt Nam, các bạn thấy không? Nó có chút mè, bên trong là cái ống thôi. Rất là thơm, mùi mè mà mè đen. Ô, Nhật có cũng thích ăn mè đen lắm á. Không biết mấy bạn có biết không, cho Nắng Vàng thấy vậy á. Giòn giòn, giòn thơm thơm như bánh waffle vậy. Bột waffle. Giống như dạng bánh ống Việt Nam. Có mè đen thôi chứ không có kem, có bơ gì ở trong này hết đó. Nên các bạn thấy nắng, bởi vì nghe mình ăn cái mùi bánh á, cái mùi waffle nó nhiều á, chứ nếu bạn không có thấy cái vị ngấy của kem. Nhiều khi người ta hay bỏ kem, bỏ bơ vô, nó mà không thích nè. Bánh thứ hai nó mà muốn lấy ra ăn thử. Trời ơi, nhưng mà đen thui vậy. Không biết có phải bị cháy không hay là nó tự đen vậy ta. Giống như bánh quy bên Việt Nam, mà cái loại quy mà quy chai chai chứ không phải quy của nước ngoài á. Quy của nước ngoài thường nó bơ nhiều lắm, mà con quy này như bột mà, nhưng mà nướng như bị chai vậy á. Nhưng mà nó bạn lại thích ăn vậy, nó bạn thích cái dạng như bánh này ở bên Việt Nam chắc thấy rẻ tiền đúng không? Tại vì quy mà chai mà trong cái bịch này ở Nhật, tại vì Nhật mà bán gì mình cũng cảm thấy mắc tiền, mình cũng cảm thấy ngon. Còn nó cứng, nó cứng ơi là cứng không. Các bạn nhìn bánh, các bạn cũng có thể thấy được là cái bánh nó không có xốp, nó chai. Cũng ngon, cũng thơm. Mà dù nhìn đen thui lui vậy, nhưng không bị cháy. Có thể nó có một cái lớp đường ở ngoài, cho nên nó có màu nó ra, nó đậm vậy. Món bánh nữa mà Nắng Vàng mới lấy ra, đó là cái bánh này. Trời, có hột dưa, không phải hột dưa này, hột đậu phộng thôi. Giống như bánh waffle vậy, mà lần này nó có hột đậu phộng trên này. Ok, các bạn ăn cái miếng này nha, ngay đây có hộp đậu phộng không? Bánh này xốp hơn nhiều. Đó, các bạn thấy không? Giữa cái bánh nó có mấy cái lỗ. Nó xốp hơn nhiều so với cái bánh này. Bánh này nó không có lỗ, thì nó chai quá, còn này nó xốp hơn nhiều. Bánh cũng thơm. Cái loại bột nó cũng dậy, cũng là bột của bánh waffle hơn. Mà cái này nó có chút đậu, và nó không có ngọt như là cái kia, nó kia ngọt hơn bởi vì nó bị nướng cháy, nó đen thôi. Oh wow, bánh này nè. Oh my god, nó còn in, oh my god, nó in cái hình, in ngôi nhà nè, là cái hình như là chữ này Nhật phía sau hay là chữ Nhật á. Các bạn không có biết, có thể là cái logo của cái tiệm bánh đó. Cái bánh này nó khá giống với cái bánh này. Các bạn thấy hai bánh giống nhau không?
nhưng mà nó không có chai bằng, nó vẫn còn xốp. Món này rất là chai. Cái mùi cũng vậy. Mình một cái nơi nào mình nắm được một. Ha, cái bánh này chắc là một miếng tròn mà người ta cắt ra thành 4 miếng nè. Bảo đảm với mấy bạn cái trắng trắng là được. Nó lại có một chút xíu nữa là trà xanh. Đúng rồi. Đường là có chút mùi quế luôn. Để nó vàng cắn ngay cái chỗ trà xanh này có hưởng. Có mùi trà xanh nha. Không mùi trà xanh thì mùi quế nhiều. Cái này có mùi quế rất là nhiều, rất là nồng. Mà mấy bánh kia nó làm như vậy. Để làm lấy cái bánh kế. Wow. Cái này không phải là rice cracker đâu nha. Không phải là bánh gạo mà mấy bạn bên Việt Nam ăn nha. Cái này như bánh bánh quy gì đó. Chứ bánh gạo là khác như bánh gạo nó mặn. Còn cái này là ngọt không? Cái bánh này là ngọt, cái vị ngọt không à? Nó kêu là baked wheat cracker. Product of Japan. Cái này thơm. Cái này hơn ngon. Chỉ có mùi thơm ngon của bánh thôi à. Chứ không có mùi quế, mùi vani hay gì nồng nàn. Có thể có mùi vani nhẹ lắm. Nhưng mà nhẹ thôi. Nó mà nghĩ vậy hết rồi đó. Cái bánh này mà ăn trời. Một chú thì mà ăn có chút bỏ rồi. Nó là serving size 150 calorie. 6 cái bánh này là 150 calorie. Ok, đó là bánh Nhật Nhật. Chắc là ngọt của Nhật Nhật. Đây, bánh này còn lại. Nhưng mà còn cái bánh này là muốn review cho mấy bạn coi là cái bánh này nè. Đây là cracker nhưng mà nó đen, bảo đảm là xì dầu hay là mè gì đó, nó mới đen như vậy. Bánh cracker Nhật đó, nó có nhiều loại bánh gạo, bánh cracker, rice cracker mà mình ăn rất là dễ chịu, mình ăn rất là thích. Tại nó mùi xì dầu nó nhiều lắm. Tại Nhật đâu họ như họ đâu dùng. How cute. Cái này là sao nè, mình có một đứa đâu nè. Trời. Oh no. Đó, là thấy không rớt rớt rớt. Nhưng mà không sao. Nó phải biết ngay mà. Bánh rice cracker hơn. Mà ở ngoài có mùi xì dầu. Mì xì dầu nhiều cho nên cái màu nó mới đậm như vậy. Xì dầu á. Các bạn cứ lấy bánh tráng tẩm xì dầu, sấy khô hay nướng gì nó cũng y chang vậy. Giống như y chang ăn một miếng bánh tráng mà có xì dầu. Đó là cái cách mình ăn món Nhật rẻ hơn. Là mình ăn bánh tráng của mình dày nhẹ mà mình chấm xì dầu. Chứ ăn mua cái này một cây như vậy nó mà mua 2 đồng bạc. Mà trời ơi, một miếng bánh tráng nó vàng nướng ở nhà bự hơn cái này nhiều quá trời. Ok, Nắng Vàng nói vậy thôi chứ ăn đồ Nhật thì tất nhiên nó khác một chút. Ok thôi, Nắng Vàng hôm nay chỉ có 2 cái đó review cho mấy bạn. Rồi Nắng Vàng hy vọng là các bạn cũng có những cái món snack ngon như vậy để ăn. Bye.